là một huấn luyện viên yoga thì các bạn chăm thôi thì chưa đủ, mà các bạn cần những kỹ năng quan trọng sau để năm 2023 mới sẽ là năm đột phá về sự thành công của bạn. Và tôi là Kim Ba, tôi giống easy các bạn, tôi là một huấn luyện viên. Các bạn sẽ thấy rằng nếu hôm nay bạn tập được một động tác dẻo, ngày mai cũng sẽ có người tập động tác dẻo giống bạn, đúng không? Ngày hôm nay bạn trẻ thì ngày mai sẽ có người trẻ hơn bạn. Và hôm nay bạn học được kiến thức A thì ngày mai cũng sẽ có người học được cái kiến thức đấy. Vậy thì cái kiến thức thì chúng ta cứ tích lũy dần thì sẽ học được, đúng không? Nên là hay là dẻo thì cứ luyện dần thì không sớm dù muộn thì cũng sẽ đạt được một chút cái điều đấy. Nhưng cái sự khác biệt rất là lớn giữa các huấn luyện viên với nhau đó là những cái kỹ năng mềm của họ, những cái kỹ năng. Bạn thấy rằng là cùng một cái bài hát, cùng cái bài một cái bài tập giống nhau, nhưng mà cùng cái giáo án đấy, giáo viên khác dạy thì nó rất là hay, nó truyền cảm hứng, nhưng giáo viên khác dạy thì lại cảm thấy rất là nhạt. Vậy thì có phải là sự khác biệt không phải là giáo án không? Mà sự khác biệt chính là cái kỹ năng mềm của cái con người đấy. Vậy thì cái kỹ năng nó phải được tôi luyện liên tục mỗi ngày. Và tất nhiên thì cái kỹ năng là một cái thứ mà tôi thấy rằng ít chương trình đào tạo tập trung vào cái điều đấy. Mà đa phần các huấn luyện viên, một số thì có thể do bẩm sinh, một số là do tôi luyện từ cái công việc cũ, một số thì được cái là gọi là họ khám phá ra, họ phát hiện ra và họ luyện tập mỗi ngày. Thì tôi tổng hợp lại những cái kỹ năng quan trọng nhất để giúp cho công việc của bạn tốt hơn. Cái công việc của bạn nó không chỉ tốt hơn đâu, mà khi nó tốt hơn ấy, thì bạn sẽ giúp được nhiều người hơn, tiến xa hơn, đúng không các bạn? Và cái kỹ năng đầu tiên mà tôi thấy rằng các huấn luyện viên quan trọng phải có, đó là kỹ năng xác lập mục tiêu. Xác lập mục tiêu là như nào? Cái công việc của bạn là giúp cho người khác thay đổi sức khỏe, vậy thì bạn có phải là một huấn luyện viên không? Bạn giúp cho họ đạt đến cái mục tiêu về sức khỏe nào đó, với chỉ số huyết áp là bao nhiêu, vòng eo là bao nhiêu, tay giãn cơ được bao nhiêu. Nhưng đấy là cho học viên, còn chính bạn thì sao? Thế thì trong cái năm mới này, trong năm tới này, thì bạn sẽ có những cái mục tiêu nào cụ thể cho công việc của mình? Thì tôi thấy có một cái sai lầm khá là phổ biến là các bạn hay nhầm mục tiêu và phương tiện. Lấy ví dụ này, nhiều bạn hỏi tôi là Kim Ba ơi, chị muốn mở một phòng tập yoga. Thế thì mở phòng tập yoga là mục tiêu hay là phương tiện? Dạ. Mục tiêu bạn có muốn có phòng tập yoga, tôi hỏi thêm, chị có muốn một phòng tập yoga đẹp hay chị thực sự là chị muốn phòng tập có nhiều học viên? Thì chị bảo vừa muốn phòng tập yoga đẹp vừa có nhiều học viên. Bảo không, phải tập trung một cái đi đã. Thế thì nhiều khi mình làm một cái phòng tập rất là đẹp nhưng không có học viên thì sao? Vậy thì cái phòng tập chỉ là phương tiện để giúp cho bạn thu hút nhiều học viên thôi, đúng không? Do vậy thì xác lập mục tiêu là hiểu rõ được rằng cái gì là cái chính, cái gì là cái chính. Hay nhiều bạn là chị muốn trở thành một master về yoga trị liệu. Thế thì bảo là master yoga trị liệu thì là mục tiêu của chị hay là phương tiện? Phương tiện là quá trình trở thành yoga trị liệu ấy, là chị giúp được cho bao nhiêu người. Nếu mà chỉ là master thôi, master thì chị ghi chữ master vào nhà chị là xong, đúng không? Chị treo tấm biển cái là xong, cần gì là master đâu, đúng không? Mà quá trình đấy là phải giúp cho nhiều người thay đổi sức khỏe của mình. Hay là rõ ràng ra trong năm tới này, bạn muốn có lớp học là bao nhiêu học viên, bạn giúp đỡ được cho bao nhiêu người, bạn đạt được bao nhiêu về tài chính, bạn đạt được cái vị trí nào trong cái ngành của bạn, cái vị thế của bạn đứng đang top mấy trong cái xóm, cái thôn, cái quận, cái huyện, cái thành phố, cái quốc gia của bạn. Liên tục bạn đo lường hàng ngày. Nếu bạn không có mục tiêu ấy thì kể cả cho bạn một cái máy bay thì bạn chả biết bay đi đâu cả, đúng không? Nhưng mà nếu bạn có mục tiêu rồi thì có phương tiện gì thì bạn dùng phương tiện đấy. Bạn có xe máy thì bạn đi xe máy, và bạn đi có ô tô thì ô tô. Như vậy thì cái bài toán quan trọng nhất của một người thành công, một huấn luyện viên là họ hiểu rõ họ cần làm gì trong năm nay, mục tiêu của họ đạt được điều như nào. Với bản thân tôi chia ra là những cái trải nghiệm, những cái vị trí trong ngành của mình, những cái tài chính mà mình muốn có, đội nhóm mà mình mong muốn có, số lượng học viên mà mình muốn giúp đỡ, và liên tục như vậy. Và trên hành trình đó mình sẽ đạt những cái phần thưởng gì để mà mình nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày. Như vậy nếu không có mục tiêu thì chúng ta rất hay bị mất năng lượng, chúng ta rất hệ chán nản, cứ chăm chỉ luyện dẻo thôi, luyện dẻo thì đẹp gì? Đúng không? Luyện dẻo thì giúp được cái gì? Mang lại kết quả gì chẳng hạn? Bao nhiêu lâu thì luyện dẻo được? Vậy thì sang cái kỹ năng thứ hai ấy, sau khi có mục tiêu rồi ấy, mình phải cụ thể nhá, phải viết ra một tờ giấy nhá, một nét bút chì mờ còn hơn một trí tuệ siêu phàm mà. Do vậy mình chỉ tưởng tượng trong đầu thôi, tối thì nằm mơ ngủ là ngày mai sẽ làm rất nhiều thứ, sáng tỉnh dậy quên sạch luôn, đúng không? Nên mình phải ghi xuống, mình ghi chi tiết xuống những thứ mà mình muốn hoàn thành trong năm tới của mình. Do vậy phải xác định mục tiêu. Không mục tiêu coi như là có chăm chỉ đến mấy cũng chả thành công được. Nỗ lực không bằng là được con đường lựa chọn đúng đâu các bạn ạ. Rồi, cái kỹ năng thứ hai mà tôi thấy rằng là cái kỹ năng gọi là phải chia nhỏ cái mục tiêu ra. Vâng, cái kỹ năng gọi là làm đơn giản hóa vấn đề ra. Đơn giản hóa vấn đề. Nghĩa là nhiều khi chúng ta làm phức tạp vấn đề để trở thành chuyên gia phải giỏi, phải thế nọ, phải tí kia, phải rất là phức tạp, đúng không? Để tập động tác này rất là phức tạp thì chúng ta chia nhỏ ra. Chia nhỏ nó ra làm sao? Chia ra từng tháng, từng tuần, từng ngày. Mỗi ngày mình sẽ làm gì? Ví dụ tôi có một mục tiêu là hoàn chỉnh 3 năm để đạt nút bạc của mình. Thì tôi chia nhỏ ra là hàng ngày, mỗi ngày tôi sẽ làm 1 đến 2 video. Đó.
Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, sáng tỉnh dậy hoặc là đi dạy yoga gì đó chẳng hạn ấy, cứ liên tục mỗi ngày một video, hai video. Và đến bây giờ phút mà trò chuyện với các bạn ấy là hơn 1.900 video và chiếc nút bạc cute đã để trên bục của mình rồi, đúng không? Đấy, cứ lặp đi lặp lại. Thế là hành trình của mình 3 năm đạt mục tiêu và chia nhỏ ra, làm đơn giản hóa. Chứ nhiều bạn là để có một kênh YouTube rồi phải kỹ năng nọ, kỹ năng kia thì đau đầu lắm. Đơn giản, mỗi ngày một chút. Hay là mỗi ngày bạn muốn tập dẻo thì mỗi ngày bạn sẽ hoàn thành nó trong bao nhiêu phút. Bạn dành cho bao nhiêu thời gian để luyện kỹ năng đấy. Bạn muốn trở thành một cái chuyên gia về trị liệu thì một ngày, một tuần, một tháng thì bạn sẽ làm bao nhiêu, bạn học cái kiến thức gì, chia nhỏ ra mỗi ngày. Hôm nay bạn đọc sách gì, cái gì đó. Thì đó, kỹ năng thứ hai là đơn giản hóa. Càng đơn giản càng tốt. Giống như việc cái huấn luyện viên ấy, đơn giản là làm cho học viên cảm thấy cái bài rất là khó, nhưng với tay của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Nói chuyện cũng đơn giản và bài tập cũng trở nên đơn giản. Mọi thứ đơn giản rồi, được không? Kỹ năng thứ ba mà tôi thấy rằng là một kỹ năng của sự chi tiết. Gọi là viết xuống những điều là bạn đã làm ấy, sự chi tiết hóa. Thì nhiều khi bạn làm rất nhiều thứ nhưng mà bạn đạt được thành công hoặc là bạn đạt được hiệu quả, nhưng bạn còn không biết tại sao nó hiệu quả. Bạn không biết tại sao hiệu quả. Vì vậy thì bạn phải tạo cho mình thói quen là ghi xuống. Ví dụ như là rất là may mắn tôi ấy, lúc đầu tôi chỉ là một học viên giống y sĩ các bạn thôi, huấn luyện viên. Sau đó tôi thấy rằng để cái lớp nó ngăn nắp hơn thì cần có một cái quy trình. Cái quy trình là sắp thảm trong lớp. Sau đó tôi thiết kế ra để sắp thảm, cái thảm nó cách nhau 3 cm. Rồi cái gạch đặt ở đầu nào chẳng hạn thì tôi ghi chép xuống. Thì sau này dần một thời gian nó tạo cho mình thói quen là mọi thứ mình phải ghi xuống. Mình ghi xuống nó tạo thành những quy trình. Và chính vì nhờ những quy trình đấy giúp mình có thể dễ dàng dạy lại cho người khác, hay còn gọi là giáo án các bạn ạ. Thông thường các bạn chỉ nghĩ rằng là giáo án là giáo án bài tập yoga thôi, nhưng có nhiều cái thói quen trong cuộc sống của chúng ta. Tại vì việc trở thành huấn luyện viên đâu phải chỉ mỗi là giáo án không thôi, còn phải chăm sóc phòng tập, chăm sóc học viên. Thì có quy trình chăm sóc học viên không? Học viên tập xong thì có nhắn tin cho họ không? Có phần hỏi đáp cho họ không? Có phần xin feedback hàng tuần không? Có các quy trình như vậy không? Hay là học viên họ tập xong, họ đạt kết quả, họ giảm cân, họ khỏe hơn, thì bạn có quy trình để lấy lại cái gọi là cái chứng nhận đấy không? Hay có những quy trình để làm những video phỏng vấn những học viên của mình không? Thì bạn phải ghi xuống thì bạn mới nhớ thì bạn mới biết bạn làm được, còn không ngày mai lại quên mất. Do vậy thì phải có cái phần gọi là ghi chép chi tiết hóa, ghi xuống các cái quy trình bạn làm hàng ngày, kể cả giống như làm cái video như giống các bạn này, thì tôi có quy trình để làm sao hướng dẫn lại các bạn khác. Bạn có thể sau này khi mình có đội nhóm lớn hơn thì có bạn, ví dụ như bạn sẽ test mic, bạn kiểm tra là quy trình để kiểm tra mic thổi đấy, bạn thấy tiếng rõ không, thì kiểm tra xem là cái mic đã vào tiếng hay chưa, ánh sáng nó ok chưa, setup góc bối cảnh là chưa, thì sau này mình dạy lại cho người khác rất là dễ. Thì đó là cái điểm mấu chốt, những cái master ấy là họ hay viết xuống và sau này họ tổng hợp lại. Thì có một cái thú thật này, nhiều khi ấy, tôi đi học các cái chương trình workshop ấy, tôi thấy các giảng viên họ dạy cái gì ấy thì tôi ghi chép lại luôn. Thế là khi mình đi học về mình dạy y xì workshop của họ luôn, mình dạy y xì như họ luôn các bạn ạ. Nên nhiều khi các thầy cũng ngại, cho rằng là đi học ngày mai nó copy y giáo án luôn, nó dạy là y xì luôn. Thế thì nghĩa là mình vẫn đi học giống như người khác, mình vẫn ghi chép xuống. Nhưng mình ghi xuống là thầy để cái bông hoa chỗ này nhá, thầy nói đùa cái đoạn này nhá, thầy để cái bục như này, thầy dùng bao nhiêu cái bút chì màu nhá, thầy dùng slide như thế nào nhá, xong rồi thầy đón tiếp học viên ra làm sao, xong rồi cuối giờ chụp ảnh ra làm sao, mình ghi hết lại. Thì đó là quy trình. Thì thứ ba tạo sự thành công đột phá là phải ghi xuống, sau này bạn nhân bản được. Và bản thân bạn đã biết được là bạn làm cái gì mà nó ra hiệu quả như vậy. Thì đó là cái bước thứ kỹ năng thứ ba, đó là sự chi tiết hóa và quy trình hóa của chúng ta. Sang kỹ năng thứ tư mà thấy rằng là chắc chắn phải có, đó là các cái kỹ năng kiến thức về xây dựng cái hình ảnh bản thân của bạn. Bạn không chỉ đơn giản là luyện tập hàng ngày mà bạn phải quảng bá cho mọi người biết đến bạn. Thế thông qua các phương tiện hiện nay, bạn thấy rằng có TikTok, có Facebook, có YouTube, thì bạn luôn đặt câu hỏi là quảng bá nghĩa là làm cho nhiều người biết đến mình. Thế thì rất nhiều người bạn bị gặp vấn đề này. Bạn sẽ nghĩ rằng là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó khó. Tất nhiên thì nó khó là vì chúng ta không học thôi. Như tôi cũng chả biết gì đâu. Giống như việc là để xây dựng thương hiệu cá nhân thì phải quay video đúng không? Để định vị bạn làm trở thành chuyên gia thì phải nói chuyện trước ống kính, nói chuyện trước nhiều người nhá. Tôi không biết, tôi đi học thôi. Nên là việc đơn giản. Nhưng nếu mà không làm điều đấy thì không có ai biết đến mình cả. Và không có ai biết đến mình thì làm sao mình có học viên? Làm sao mình giúp đỡ cho học viên được? Do vậy thì mình phải xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, hình ảnh cá nhân của mình. Trên Facebook thì bạn có đăng tải các nội dung có giá trị lên Facebook không? Bạn có sử dụng YouTube không? Bạn có kênh TikTok không? Đúng không? Bạn có Google Maps để học viên có thể dễ dàng tìm đến bạn không? Bạn có mặt trên báo chí không? Bạn có mặt trên đài truyền hình không? Hoặc là bạn có xây dựng thương hiệu cá nhân bằng cách đi thi đấu chẳng hạn cũng là một cách. Hay là tổ chức các workshop cũng là một cách. Nói chung là cách nào đó có thể nhiều người biết đến bạn. Nhưng chú ý, biết đến nhưng mà biết đến tiếng tốt nhá. Đừng sử dụng gọi là scandal, bóc phốt hoặc là nói xấu huấn luyện viên khác. Cái đấy thì không nên.
Đấy, nó cũng sẽ nhiều người đến bạn nhưng mà người ta không quý mến bạn đâu, người ta chỉ hút vào cái câu chuyện đấy thôi, nên tránh xa những scandal ra. Yếu tố thứ tư quan trọng khá là mạnh đó là phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Thời đại này mà không xây dựng thương hiệu cá nhân, đặc biệt không xây dựng trên online thì lấy gì mà nhai, đúng không? Như vậy thì phải hiện diện, phải hiện diện. Giống như việc là có một kênh YouTube với hàng trăm nghìn người theo dõi, có kênh fanpage, không phải chỉ đơn giản theo dõi mà mình tạo ra nội dung có giá trị thì họ mới yêu quý mình. Họ yêu quý mình thì họ chuyển đổi, họ có thể lựa chọn lớp học của mình, đúng không? Mình phải quảng bá, mình phải cho đi trước. Đó là yếu tố thứ tư, đó là phải xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình. Cái kỹ năng thứ năm nữa là kỹ năng học tập trọn đời. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi học này đủ rồi, nhưng các bạn thấy rằng ấy, ngày hôm nay bạn học được cái này, ngày mai thế giới đã thay đổi từng ngày luôn, đúng không? Thay đổi từng ngày, thậm chí thế giới bây giờ nó thay đổi quá chóng mặt luôn. Năm trước bạn có thể tự hào bạn là người giỏi trong khu vực các bạn, nhưng có thể là chỉ tháng sau có người khác sẽ làm tốt hơn bạn. Do vậy thì học tập đó là trọn đời. Thì có một cái đó là với những bạn huấn luyện viên thì tôi thấy rằng các bạn hay tập trung vào việc là học chuyên môn mà không đi tìm những người thầy để giúp mình học những kỹ năng, không tìm những người thầy để giúp mình định hướng, ví dụ để công việc của tôi tốt lên thì nó không chỉ đơn giản là học về yoga. Tôi phải học về các cái kỹ năng giao tiếp mềm này, tôi phải học về cách quản lý cái phòng tập của mình, mà học quản lý phòng tập thì phải học về tài chính, học về thu chi lợi nhuận, học về marketing, học về cái nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu, đặt tên logo như thế nào, đăng ký sở hữu trí tuệ ra làm sao. Sau đó thì khi mình phát triển mạnh hơn thì mình sẽ cần có đội nhóm bên cạnh người mình, có những đồng đội bên cạnh mình. Thế những đồng đội bên cạnh mình phải học về quản lý về con người, học về tâm lý của đội nhóm. Không phải bạn cứ giỏi về yoga thì là bạn sẽ quản lý được đội nhóm, đúng không? Cái kiến thức yoga chỉ để phục vụ tập luyện yoga thôi, còn con người thì bạn học về tâm lý con người thì mới có nhiều người đi cùng bạn được. Và học về kinh tế vĩ mô, nói chung là rất nhiều thứ cần phải học, học hỏi. Vậy thì cái yếu tố thứ năm đó là cái kỹ năng, cái kiến thức đó là phải học tập trọn đời, phải lắng nghe, học hỏi được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Ví dụ tôi ngồi những người bạn làm về spa làm đẹp thì mình cũng học hỏi về kiến thức làm đẹp của họ, làm về da để mình có thêm mở rộng kiến thức của mình, thì mình chăm sóc học viên của mình, đúng không? Hay là tôi rất thích, yêu thích về du lịch, tôi học hỏi về cái vùng đất mới, các kiến thức về du lịch để tôi giúp cho học viên tôi có những cái trải nghiệm, những chuyến đi du lịch nó tốt hơn nữa. Thì mình học ở nhiều người khác nhau chứ đừng chỉ giới hạn trong cái ngành của mình, mình phải mở rộng cái ngành của mình ra, giao lưu với những cái huấn viên khác để mình xem, mình sang thành phố khác mình xem họ làm có tốt như không, mình ghé thăm các phòng tập khác để mình có thể lắng nghe học hỏi của họ, mình chia sẻ lại điều mình biết. Thì tôi có một cái trải nghiệm đó là tôi rất thích đi các thành phố khác nhau và chủ động kết nối với các huấn luyện viên các thành phố, xem họ có điều gì hay thì mình học và mình mang cái hay của mình chia sẻ lại cho họ, thì mở rộng liên tục, học từ mọi lúc mọi nơi, hay là đọc từ trong sách vở chẳng hạn ấy, đâu chỉ mỗi sách yoga đâu, các sách về tâm lý, các sách về quản lý, các sách về quản trị cảm xúc, về tinh thần, rất nhiều các sách vở khác nhau. Thì liên tục như vậy thì chúng ta mới tiến lên theo năm tháng được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ bó hẹp trong ngành của mình thì chúng ta rất dễ bị rủi ro, rất dễ bị tổn thương. Thì đó là năm cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Dù bạn chăm chỉ đến mấy thì cũng không được bỏ qua năm kỹ năng này các bạn nhé. Tôi chia sẻ điều này mong muốn các bạn thành công hơn, phát triển nhiều hơn. Và nếu mà thực sự các bạn xem xong rồi mà các bạn muốn học hỏi nhiều hơn thì tôi cũng có một cái chia sẻ này. Đó là tôi có một chương trình gọi là hành trình liên tục tiến lên. Liên tục tiến lên là một hành trình dành cho các bạn đang là huấn luyện viên ga, đã đi dạy rồi nhưng các bạn muốn phát triển các kỹ năng mềm. Thì trong hành trình này tôi sẽ chia sẻ lại những điều mà tôi biết trên quá trình phát triển, xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, trên hành trình mà tôi trở thành một huấn luyện viên yoga giống như ngày hôm nay, mà quản lý các đội nhóm của mình, trở thành nhà một đào tạo yoga. Thì bạn muốn học hỏi, lắng nghe điều đấy thì có thể kết nối với tôi. Tôi sẽ bật mí các bạn một chương trình gọi là hành trình liên tục tiến lên để giúp bạn đột phá công việc của mình tốt hơn, có một lộ trình rõ ràng hơn để có thể phát triển cái đam mê, yêu thích của mình ở cái cấp độ nó cao hơn, mạnh mẽ hơn. Thì các bạn có thể xem ở trong phần mô tả có cái đường link tin nhắn để kết nối với tôi trên fanpage để tôi có thể cơ hội đồng hành cùng bạn trong những năm tới. Và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình chia sẻ tiếp theo. Xin chào.